Anh này chuyên nghiệp về bắt rắn nha. Ở trong cái thời điểm của anh đó, anh là sống ở trong một cái vùng, có nghĩa là miễn mà nghe tới đâu mà người ta báo có rắn tới đó thì anh tới đó quý vị. Thì xin thưa bà con, trong một cái thời điểm gia đình của anh đó là mới tạo dựng gia đình, hai vợ chồng sống ở dưới chiếc ghe. Như vậy thì anh là có cái nghề đặc biệt là chuyên nghiệp, là ngày xưa đó anh đi lên cái vùng gò đó, anh lên cái vùng gò đó anh học nghề bắt rắn để về sau này là anh đi bắt rắn để cho vợ anh đó là bán để sanh sống cho hàng ngày đó quý vị. Mà gia đình vợ chồng, hai vợ chồng chỉ ở cho dưới chiếc ghe có cái mui lớn á, tôi gọi là cái mui tròn đó. Thì mỗi một ngày như vậy đó, anh đi có một cái cây móc và một cái len, anh đi đào ở trên gò đó. Anh kiếm mà anh hay nhất đó là có một cái điều kiện là anh dạch cái hang lên, anh thấy là con rắn nó là loại rắn gì ở trong cái hang đó, là anh vỗ cái miệng hang đó quý vị. Anh vỗ cái miệng hang lên đó là bắt đầu anh thấy đó là con rắn này đó ha, là con rắn đó là con rắn gì. Anh vỗ miệng hang thì tự động là nó có cái chất thuốc gì cái đó mình không hiểu nổi, là anh vỗ cái miệng hang là tự động ở trong nó bò ra đó. Anh bắt rắn con, rắn mẹ gì đó là nó ra hết trơn, cho anh bắt, anh bỏ vô vỏ gì đó là anh đem về, rồi anh mới là mổ bụng lột da để mà anh bán lại cho những người ở ngoài chợ đó quý vị, những cái người mà người ta là chuyên nghiệp về vấn đề quán đó, người ta cần. Thì cái nghề của anh nói như vậy đó là cái nghề đúng, là trong cái việc làm của anh đó như vậy thì vừa kiếm gạo kiếm cơm ăn, chứ thật ra nó cũng không có khá giả gì. Bởi vì cái nghề của anh là cái nghề mà sống đi vấn đề là mua gạo ăn hàng ngày. Mà thời điểm đó là quý vị thấy đó, thì gia đình đó, trong gia đình của anh đó là có vợ, sau này vợ anh sanh ra một đứa con đó, cũng có một đứa con, và hai vợ chồng cũng sống ở dưới chiếc ghe. Mà đầu tiên á là ngày cái lúc mà anh hành cái nghề đó trên dưới đó, là lúc sanh con anh cho đến khi con cái đứa con của anh đó là nó lớn lên, nó là 13-14 tuổi, là trên dưới là mười mấy năm quý vị. Mà ngày xưa đó mỗi một khi mà anh đi mà đổ những cái vớn cái lợp đồ của anh đó ha, rồi anh đi bắt rắn bằng ngày á, thì anh đi bắt rắn anh đào hang, còn bằng đêm á, thì anh có cái đèn thì anh đội trên đè trên đầu mà anh đi bắt rắn lải, rắn nước đồ, tối nó bò lên đám điên điển đó, anh bắt là anh giết vô số kể là rắn đó quý vị. Mà ngày xưa đó cái loại rắn này là người ta là phái khẩu nhất, mỗi khi á chiều là người ta lại người ta đặt anh để mà anh bắt về, đặng người ta lại sáng là người ta mua về người ta làm. Mà tất cả những cái con rắn đầu tiên đó là những cái con rắn nước, rồi rắn lải, rồi rắn bông súng rồi này kia đó quý vị, thì biết bao nhiêu cái sanh mạng của loài rắn đó. Thì một ngày nọ đó anh hay tin là có một trên một cái gò đó là có đặc biệt nhất đó, là cái con cái nền này đó, người ta bỏ nhà đi đó, là kể như là người ta bằng đêm đó là trời sáng trăng là người ta thấy ở trong cái gò đó ha, là nó bò ra đó, là nó nối đuôi đi đó, là có bầy đó quý vị đó. Như vậy thì người ta hô lên thì bắt đầu á là anh mới là nghe tin, anh mò tới, anh mới bơi xuồng, anh chèo xuồng lại đó để anh đậu đó, là anh nói là chuyến này là quyết định là bắt nguyên cái gò này, rắn này là anh bán, là kể như là nói về mà rắn hổ ngày xưa đó quý vị, là kể như là bán có rất là nhiều giá tiền hiểu cái gì. Thì qua một cái thời gian anh mới là nghe tin, anh mới mò tới ngay chân chỗ cái nền nhà xưa ngày xưa đó đó, anh mới lên đó, anh mới coi, anh quan sát, rồi thì trong đó nó có một cái đám là cũng như là cỏ sông trằn ngày xưa đó, có một đám cỏ sông trằn lớn lắm. Anh đi qua một vòng thì anh thấy là trên đó nó là anh biết là cái ổ rắn này nó nhiều. Thì anh trở về đó là anh quyết định đó là nói với vợ anh đó, anh quyết định nói với vợ anh là phải trở lại từ ở cái chỗ đậu ghe của anh lại đó, là trên dưới là đi cả cả buổi mới có tới ngay cái gò đó.
Thì ngày xưa đó đi bằng đi ghe chèo không quý vị. À, thì anh nói với vợ anh, thì lúc đó vợ anh nói thôi bây giờ mình ở đây đó, mình đặt vớn đặt lợp đồ này kia thì mình cũng bắt được loại rắn rồi, thôi bây giờ người ta nói vậy chứ ở trên đó cái loài rắn này nó cũng ở trên gò lâu năm rồi, nó những con này nó dữ lắm, thì thôi bây giờ ông nghe lời tôi đi, sống bao nhiêu đó cũng được rồi, chứ còn mà lại đó biết đâu là mình có bắt được hay không, mà nó cũng nguy hiểm lắm, anh không chịu. Thì hoàn toàn đó là khi mà anh không nghe lời vợ anh đó, thì buổi tối đó lại thì hai vợ chồng nằm ngủ đó quý vị. Anh và hai vợ chồng nằm ở trên trong chiếc ghe đó ngủ, thì trong cái lúc mà bực giờ sáng lên đó, thì chiếc ghe đó bà vợ bà bước ra cái mũi đó thì bà thấy là kể như là một cái con rắn ở trên ngay chân chỗ cái mui lón của ảnh đó, nó bò nó nằm dắt lên cái mui của ảnh, nó có một cái mòng con rắn nó bằng cái ngón tay cái vậy đó, nó nằm dắt ngang chỗ đó, cái là bà vợ hết hồn hết vía trơn rồi đó. Thì lúc đó là kể như là báo tin cho vợ chồng anh biết đó, là nếu mà coi như là hầu như là đây là cái nghiệp quả nó sẽ đưa tới cho anh, mà anh này quá ngang anh không có tin đó. Như vậy thì khi mà bà vợ bỏ ra bà mới nói với ông chồng, thì ông chồng mới bước ra ngoài, thì con rắn nó nằm cũng im vậy đó, nó không có động địa gì trơn. Thì anh bước lên thì anh thấy rắn nó ngóc cái đầu lên, nó có một cái mồng nhỏ xíu gì nè, mà cái mình của nó lại gan cũng như là con rắn máy gầm vậy đó quý vị. Đó thì lúc đó thì anh mới là nghe thấy được cái vợ anh nó nói thôi bây giờ tôi nói với ông thôi đừng có đi nữa, nếu ông đi là không có được, bởi vì ở đây là cũng cho nơi biết đâu là những cái điềm báo cho mình biết trước, thôi đi ông đừng có đi, nếu ông đi thì có gì đó vợ chồng khổ lắm. Ông nói không, cái này là kể như là dòng ba con rắn này mà nó coi bình thường thì chứ có ở đâu, cái nghề của tôi làm đã mười mấy năm rồi mà có gì đâu mà ông sợ. Đó như vậy thì vợ chồng mới lấy cây á, anh ta mới lấy cái cây khiều khiều con rắn đó, mà thật sự là con rắn đó mới nó báo tin cho anh biết đó là không nên lại đó. Nhưng cuối cùng rồi đó anh cãi sách đó, thường thường nói là cãi đó quý vị. Thì hoàn toàn đó là anh ngang ngược lắm, bà vợ cản không được rồi, anh mới cuốn là dây làng hoàng cho anh mới trèo lại ngay cái nền đó, là ngày xưa đó là cái nền đó là ở ngay chân chỗ ngang chân chỗ cái dàm Định Hòa bây giờ đó quý vị, là có một cái nền nhà xưa lớn lắm đó. Thì anh ta mới là đậu qua dưới bến đó, là đầu tiên cái ngày đầu tiên là anh lên đó là anh đem cái loại thuốc lên đó, anh lợi ngay chân cái miệng hang đó anh dỗ, rồi anh ngồi anh rình đó ha, rắn nhỏ rắn lớn gì đó là nó ra đó, mỗi một ngày vậy anh bắt là cái như là 1-2 kg, rồi riết càng ngày anh dỗ riết rồi nó ra, nó là con nào con nấy đi ha, nó bự bằng cổ tay gì đó mà toàn là loại là rắn thứ dữ không đúng cái gì. Nhưng mà anh này đó là anh quyết chí anh bắt để mà cái bầy đó là cái bầy rắn đó là bà con người ta sợ luôn, nhà người ta dỡ đi luôn, bằng đêm là nó gáy là cái như là hoàn toàn ai cũng đều sợ hết. Nhưng mà anh này anh quyết tâm anh bắt cho đến khi cuối cùng rồi, anh bắt cho lần cho tới đó quý vị. Thì cuối cùng đó là trong cái lúc mà vợ anh khuyên nói thôi bây giờ ông đừng có bắt nữa, bởi vì ở đây đó là cái chỗ của người ta ở, mà bây giờ đó là ông bắt quá nhiều rồi, thôi bây giờ thôi đừng có bắt nữa, ông nói không, để gán bữa nay nữa đi rồi ngày mai mình nghỉ đó. Thì đây là một cái việc làm mà trong một cái nghề sanh nghề tử nghiệp như quý vị. Thì bà vợ bà khuyên hoài không được, qua cái ngày sau sáng lại thì ăn cơm nước đàng hoàng ở trên rồi đó, là bữa đó đó ảnh nói thôi giờ tôi gán bắt bữa nay nữa là thôi nghỉ không bắt nữa, là tôi hứa với bà là tôi không bắt nữa. Mà thật sự là nó y vậy, khi anh lên ngay chân đó rồi anh bắt là nguyên một cái lồng mà ngày xưa cái lồng dài tròn vậy nè, anh bắt đầy một lồng rồi anh xuống anh nghỉ, anh ăn cơm uống nước. Anh mới chở lên đúng 12 giờ trưa là anh chở lên ngay đó, anh vừa vỗ cái tay gì nè, anh vừa thò cái tay vô thì ở trong đó là cái con rắn mồng đó, là nó y như cái con rắn ở trên mui của ảnh vậy đó nghe. Là bắt đầu nó vừa thò cái đầu ra, anh vừa đưa cái cổ tay vô thì nó cắn ngay cái khẩu tay của ảnh một cái là anh ngã ngang, anh chết tại chỗ luôn quý vị.
đó là một cái việc mà vợ anh khuyên mà anh không chịu làm, mà tất cả những cái loài rắn này đó là nó có cái tâm linh rất là đặc biệt, mà nếu mà nó cắn mình không có được thì nó bắt buộc nó phải cắn. Thì vì cái chỗ mà chúng ta thấy rõ đó là nuôi gia đình, nuôi con rồi nuôi vợ, mà cho đến lúc đó là cái sanh mạng mình nó là không kể, cho đến khi mà con rắn này đó biết bao nhiêu, quý vị mình nên nhớ là giết người là phải đền mạng nha quý vị, sát một dao là đền một dao đó, giết một mạng là phải đền một mạng. Như vậy thì hoàn toàn đó cái nghiệp quả này đó nó sẽ đưa tới cho đến khi kết thúc cái cuộc đời của anh là chỉ có bị một cái con rắn chúa nó cắn lại một cái, một đó là anh ngã xuống chết tại chỗ cái miệng hang luôn. Thì đây là một cái nghề của anh đó là không bao giờ chạy sức cái luật nhân quả. Tất cả những cái loài vật này đó, tại vì á nó tuy là nó yếu nhưng mà đó, tại vì coi như là nó cũng có những cái loài rắn, có thể là những cái loài mà có thể là nó trả đũa mình trong cái lúc là cái nghiệp mình nó tới quý vị. Đó thì hôm nay đó tất cả những cái loài vật mà chúng ta đó, tại vì con trùng mà khi mình đạp nó còn ngoe lại cái loài rắn này đó, nếu mình giết nó thì có ngày đó mình phải gặp những cái loài rắn đó là độc, nó phải giết mình lại thôi. Đó thì cái nghề của anh đó hôm nay đó, và tất cả những cái nghề nghiệp của anh đó hôm nay thì chúng ta thấy rõ đó là sanh nghề là tử nghiệp nha. Đó thì tất cả bà con mình nên nhớ đó, nếu mình làm cái việc gì cũng vậy chân thì gắng cố gắng làm sao mà tránh được cái nghề sát, để mình tránh đi những cái nghiệp quả mà chúng ta đỡ đi một cái việc sát sanh là đỡ đi một cái linh hồn. Thì tất cả bà con mình nếu ai mà có làm những cái nghề nghiệp mà mua sanh bán tử thì chúng ta nên đó là chừa bỏ, để sau này đó nghiệp quả nó không có đeo mình, mà luôn tới cả một kiếp này và mãi mãi những kiếp tới thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và được là trở về cái cảnh giới của Đức Phật. Nếu còn sát sanh thì trong cái lúc mà chúng ta gần hấp hối đó, bà con mình nên nhớ là Đức Thầy có nói là gần hấp hối là tâm thần sao sát, chí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước. Những cái linh hồn, những cái hồn quan, những cái con vật mà chết quan ức, cắt cổ mổ bụng lột da cũng như nào trâu chó bò heo đồ đó quý vị, thì trong cái lúc mình gần lâm chung á, thì tất cả những cái linh hồn đó nó đeo mình để nó đòi mạng đó quý vị. Thì tất cả bà con chúng ta nên nhớ là như thế này, tất cả loài vật, tất cả những cái con vật nhỏ lớn gì nó cũng có linh hồn như mình. Thì ở đây đó mình phải nhớ là thương người già mến vật thì chúng ta mới sống được. Sanh nghề thì phải có tử nghiệp, và tất cả những cái nghề ở đây đó là hoàn toàn những người ngày xưa đó chưa có hiểu được cái chân lý, chưa có hiểu được cái nhân quả của Đức Phật. Thì hôm nay đó người ta nhận được thì con cháu của ông chú này trở về để quay đầu hướng thiện, nhưng mà chỉ có cầu nguyện cho linh hồn của cha mình được siêu thoát và được giải đi cái nghiệp thôi quý vị. Đó, bởi vì ở đây đó ngày xưa đó ổng nuôi 5-6 đứa con và tạo những cái nghiệp là đặc biệt, nhất là làm cái hàng trâu bò và heo đó quý vị. Thì vào cái thời gian năm 1970 đó thì có gia đình của ông chú này sống ở trên cái thu ở quê, nhưng mà ổng có liên quan với vấn đề là mua bán ở ngoài Sài Gòn ngày xưa đó quý vị. Thì gia đình đó ngày xưa cũng nghèo, rồi làm ăn vất vả, rồi đi làm những cái nghề chà câu lưới đồ này kia thì kiếm sống không có đủ, nuôi 5-6 đứa con như vậy đó. Thì một ngày đó thì có một anh em bạn ở thành phố ở Sài Gòn ngày xưa đó vô, nói thôi bây giờ mày chuyển cái nghề đi. Thì chuyển cái nghề này là cái nghề đặc biệt, nhất là cái nghề này mau giàu, đó là cái nghề đó là làm heo. Cái nghề làm heo này đó là cái nghề thứ nhất là làm heo, rồi nếu mà quen tay rồi đó thì mở ra cái lò để mà mua bò trâu về ở trên miên về xuống để mà làm cái hàng thêm đặng mà đưa chuyển ra ngoài Sài Gòn mỗi một đêm như vậy đó, để chuyển ra ngoài đó có xe đi đó, để mà kiếm cái đồng tiền cho nó đầy đủ và mau khá lên để cho con cháu mình sau này nó được hưởng. Nhưng không ngờ đây là cái nghiệp gì tạo cái nghề mà phải ảnh hưởng qua cái vấn đề cái nghiệp như quý vị.
Thì ở thế gian á, Đức Thầy cũng cho biết đó, là hiện tại bây giờ đó, nếu mà chúng ta gây cái nghiệp nào thì phải trả nghiệp đấy. Bởi vì cái luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Thì cái gia đình của ông chú này đó, được cái người bạn đi vô từ ở Sài Gòn đi vô đây để chỉ cho cái nghề, mà cái nghề quý vị ơi thấy cái nghề đặc biệt nhất là cái nghề đâm heo. Cái nghề đâm heo này là cái nghề đó, là bởi vì ngày xưa người ta chỉ có biết là tiền thôi, có nghĩa là làm ra cái đồng tiền để nuôi gia đình thôi đó. Thì ông anh này cũng nhiệt tình, ông anh bạn này cũng nhiệt tình vô, ổng mới là nào là gèn, nào là dao, rồi nào là dao cạo, rồi dao ra thịt rồi này kia, quý vị thấy nghe cũng như là gan, cũng như là cái chỗ mà để mà chảm thủ quý vị đó. Nhưng có đặc biệt con cái là xây lên một cái lò, xây một cái lò để mà nấu nước sôi để mà trụng là cạo lông rồi đó quý vị. Làm như vậy thời gian, cái ông này đó ngày xưa ổng khổ vô cùng khổ. Khi mà tạo dựng lên rồi đó, ông anh bạn đó ổng đứng ổng đích thân ổng chỉ cho cái nghề mà đâm heo thọc huyết heo đó, cho đến khi mà ông này thành công rồi đó là trong vòng trên dưới cũng 1-2 tháng gì quý vị. Thì đầu tiên á, 5 đứa con mà ngày xưa đi bắt ốc hái rau đồ này kia trong đồng về không đủ ăn đó. Thì bắt đầu đây là một cái nghề, nó dạy nghề. Ông này ổng quyết tâm ổng làm heo nha, ổng mua mới đầu mua heo ở sớm về ổng làm. Thì trong cái thời gian mà ổng mua heo đem về đó, ổng làm lần 1-2 con gì đó, cái bắt đầu lần lần cái ông bạn ổng mới chỉ cái nghề xong rồi đó, thì ổng mới là trở về Sài Gòn ổng chịu cái mối. Thôi bây giờ ổng nói rành, ổng nói thôi giờ đó tôi chỉ cho anh đàng hoàng chân rồi, tôi mới là liên hệ với anh đó, là mỗi một cái buổi chợ đó thì anh làm 1-2 con để mà anh gửi xe ra ngoài rồi tôi sẽ kiếm cái mối để bán cho anh. Thì quý vị nghĩ coi, trong cái thời gian mà làm heo đó thì ông này ổng mới là làm là quen tay rồi. Lúc đó là ổng mới là sanh ra một cái tâm, có nghĩa là muốn là mua cho nhiều để mà mình đem hàng ra ngoài mình bán được cái đồng tiền cho nó nhiều một chút. Thì đây là một cái việc làm, nó có nghĩa là cái ý có nghĩa là tham cái đồng tiền cho nó nhiều nghe quý vị. Mà Đức Thầy nó tham của tạm thì làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo quý vị. Tham tiền tài thì thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Như vậy thì ở đây đó, ổng hoàn toàn là mỗi một ngày như vậy đó. Lần đầu tiên thì ổng làm, ổng gửi 2-3 con heo một đêm, có nghĩa là tự ổng là bắt đầu đâm heo, rồi tự ổng nó là kêu con ổng nó là về lợi, ổng mới chỉ cái nghề mà heo đem về đó, buộc vô trong chuồng rồi đó là tối lợi đó là bắt đầu ổng đâm rồi ổng ra thịt. Như vậy thì một ngày là 2-3 con, lần cái kêu bả đi lên xe cái chuyển ra 5-6 con. 5-6 con như vậy thì vừa chia thịt ở đây rồi vừa là đưa ra ở ngoài chợ lớn ở ngoài để mà vô mấy cái lò làm thêm cho đưa ra ngoài để tạo cái đồng tiền. Thì cái sự sát sanh của ổng như vậy đó, một ngày đó quý vị mình nghĩ đi, một ngày 3 con, 10 ngày thì 30 con, mà luôn tới cả một năm là quý vị thôi biết bao nhiêu cái sanh mạng mà cắt cổ là mổ bụng mà lột da người ta để cạo ra để là kiếm cái đồng tiền. Thì càng ngày càng khấm khá lên, gia đình của ổng nó là hoàn toàn sau này đó, khi là con lớn lên rồi đó quý vị. Nhưng mà lạ có một điều đó là ăn học không có thành tài ai hết. Gia đình là hoàn toàn đó là khi lên đó là chỉ có là chăm chú vào cái nghề là bán thịt heo và làm heo, làm bò, nuôi mua bò về đang mua sanh bán tử thôi gì. Thì cái gia đình này hoàn toàn đó là bắt đầu từ từ đó nó mới chuyển lại hết trơn toàn bộ những người con của ổng đó là quay ngang đó là làm hết trơn, người nào cũng là chuyên môn làm heo và có mỗi một người là có một chiếc xuồng. Mỗi một quê ngày xưa có chiếc xuồng chèo đó, bỏ thịt xuống dưới rồi chèo đi vô kinh bán đó quý vị. Đó, như vậy thì gia đình càng ngày nó càng làm ăn, con của ổng mà đứa nào cũng có cái nghề đâm heo, cái nghề đặc biệt là cái nghề đâm heo là kể như là chuyên nghiệp luôn. Thì ông ta mới là
làm một cái thời gian, cái giai đoạn của làm của ổng là càng ngày càng tiến lên như vậy, là đất đai ổng mua đó là trên dưới cả trăm công đó quý vị. Thì ở đây đó không biết là cái phước của ổng ngày xưa như thế nào, nhưng hôm nay đó là bắt đầu ổng gây tạo cái nghiệp không. Mà xin thưa cùng bà con, trong một cái thời gian khi mà đến cái thời gian tiếp thu rồi đó, thì bắt đầu hầu như là tới cái nghiệp nó để đưa tới là nó suy sụp. Qua cái giai đoạn là ổng mua đất mua đai rồi, cái bắt đầu tới cái thời kỳ của ổng là hầu như là tới cái lúc trả quả rồi. Thì lúc đó nó có một thời gian đó là nhà nước người ta không cho làm heo nữa, nó như vậy thì ổng lén vô đồng ổng làm đó quý vị. Thì ổng vô đồng cái sân, cái cà lan ngày xưa, cái cà lan của ổng đó là ổng vô đồng mà ổng lén ổng ra thịt rồi ổng mới chở về nhà ổng bán, mà lúc đó là thịt heo bán rất là đắt tiền đó quý vị. Đó ổng gánh vô trọng giữa đồng ổng đâm heo rồi ổng mới đem thịt chở về ngoài này đó. Thì trong cái thời gian đó ổng bán càng ngày nó càng khá lên, thêm như vậy đó. Thì đúng vào cái thời điểm của ông đó là cái nhân quả này nó sẽ trả. Một đêm nọ ổng nằm chiêm bao là ổng thấy là ở ngoài nhà đi ngay vô mà đứng ngay chân đầu nằm của ổng nguyên một cái con heo mà mình á, thì mình người mà cái đầu heo nữa quý vị. Nói bây giờ tất cả dòng họ của tao bây giờ đó là phải chở vô đây để là đòi cái mạng của mày. Hiện tại bây giờ đó, ngày xưa giờ dòng họ mày giết quá nhiều cái sanh mạng, bây giờ hôm nay để chở về đây để trả. Đó thì lúc đó ổng mới giật mình thức dậy. Ổng giật mình thức dậy thì ổng thấy như vậy thì ổng cũng không có nói gì. Thì qua cái thời gian mà 1-2 ngày sau như vậy đó, thì ổng cũng nằm một cái giấc chiêm bao cũng y như vậy đó. Đó, ổng nằm một cái giấc chiêm bao cũng thấy là một đêm như vậy á, thì một con rồi lần nguyên quay qua quay lại trong cái lúc mà ổng nằm ngủ đó, là vừa heo vừa heo lớn, heo con, heo mẹ gì ở vòng bên nó đòi trả mạng cho tao không. Như vậy á, thì hoàn toàn đó là ổng là hồn vía ổng mất hết rồi. Thì lúc đó ổng cái tâm ổng hầu như là nó xuống rồi đó quý vị. Đó thì lúc đó là không có còn, lúc đó là về ổng mới báo lại gia đình, ổng nói thôi bây giờ ý là cũng như ổng gặp cái điềm chim bao như vậy á, thì lúc đó là ổng mới ngã bệnh. Ổng báo cho gia đình biết đó là cái như là ổng ngã bệnh, nhưng mà con ổng vẫn làm nha, cũng vẫn làm, mà cái thời kỳ đó là giết heo. Rồi có một cái người con thứ hai của ổng đó, đặc biệt nhất là cái ông đó là ổng là làm cái nghề đó là mua trâu mua bò về để mà làm thêm để bán nữa đó. Thì cái gia đình ổng là hiện tại bây giờ đó là để nói về cái nhân quả này, thì cái ông chú này đó, ổng là khi ổng bị trả quả đó, ổng bị cái bệnh mà đặc biệt nhất là ngày xưa người ta nói bị phổi đó quý vị, nhưng mà thật ra không phải là bị phổi. Khi đi bác sĩ rồi đó, ổng khi mà ổng nằm mấy cái điềm chim bao mà thấy tất cả mấy cái bầy heo con heo mẹ mà về đòi mạng ổng đó, thì ổng ngã bệnh xuống là lúc đó là ổng nằm á, cái hơi thở của ổng cũng như là cái người mà bị là đau phổi gì đó. Đó thì bắt đầu lần cái bắt đầu ổng một đêm đó đó ổng nằm mà ổng thở lên mà nghe cái hơi thở của ổng đó, nghe là bà vợ thấy là mệt mỏi quá đi mới đưa ổng ra để mà đi xuống bác sĩ trị bệnh. Thì ổng vừa ra tới chiếc xe rồi thì máu ở trong họng đó nó ọc ra, cũng như lại gan cái người bị lao phổi mà nó ọc máu hay gì cái gì đó. Thì bà vợ mới hết hồn, mới nào ngày xưa đó thì thuốc rồi lúc cái thời kỳ đó đâu có phải là nhiều thuốc, rồi kiếm thuốc nam rồi cho ông uống để cầm lại cho bớt vậy thôi. Thì càng ngày càng nặng lên rồi như vậy đó, ổng mới kêu con kêu vợ nói thôi bây giờ á, hiện tại bây giờ cha đang lâm cái cơn bệnh, thôi bây giờ cha biết được đây là không phải là cái bệnh của cha là nó nhiều, nhưng mà ở đây là cái nghiệp của cha nó hầu như là cái tội ngày xưa giờ giết sát quá nhiều, thì hôm nay thôi bây giờ con gắng cố gắng lo cho cha đi. Rồi lần đó chuyển đi thành phố ra ngoài đó, thì ngày xưa đó người ta nói là cái bệnh phổi là khó trị nghe quý vị, nhưng mà thật ra đó khi ổng đi ra tới ngoài rồi thì trong này đó là lần cái của cải tài sản của ổng nó sẽ đi dần dần tới, cũng như là mỗi một ngày
100 công đất như vậy đó, lần lần không còn tài sản gì nữa hết trơn, là lần nó ra đi từ từ hết trơn. Rồi con của ổng nó điều trị cho ổng cho tới lúc bác sĩ chạy đưa ổng về trong tới nhà rồi như vậy đó ha, thì ổng nằm. Thì bà con mình nghĩ coi, khi mà cái nghiệp nó đưa tới cho ổng đó, là hoàn toàn nó là áo thì không mặc được, lột bứt ra hết trơn, là kể như là ổng lăn mà ổng la hét, là ổng kêu ghéo, cũng như là y gan cũng như con heo mà chuẩn bị đâm họng mà buộc chói lại mà dãy dùng quý vị đó. Thì cho đến khi mà đem ổng về tới nhà rồi đó, thì hoàn toàn trong nhà đó, cái người con đó, trong đó là có cái người con giữa đó, là hiện tại bây giờ là đang lo trở về cái đường hành đạo đó quý vị. Thì cái người con giữa đó, cái người của con của ổng, mình cũng không có nói là con thứ mấy, nhưng mà anh này anh nhớ lại đó, là cái nghiệp của cha mẹ của mình đã gây tạo quá nhiều, hôm nay cha mình sẽ bị trả cái quả. Là lúc đó là ổng có nói là khi mà đâm heo đó, ổng nhìn thấy đó ha, máu ở trong họng mà nó ọc ra đó ha, là ổng thấy là nó đau xót vô cùng mà khuyên cha không được. Cho đến khi mà cái quả của ổng mà nó trả một lượt như vậy đó, là suốt tới 2 năm sau như vậy đó ha, ổng nằm mà ổng dằn vật ăn uống không được, mà ổng gên la, rồi lâu lâu cái bắt đầu máu huyết gì nó ọc ra đó, với bà con mình thấy cũng như là đâm họng heo với quý vị đó. Nó dần 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 cho tới rồi tài sản tiêu tan nó, rồi lần lần tới con cái, rồi nó sanh tâm ra đó, nào đứa nào cũng chơi cờ bạc, hút sách, chơi bời tứ đổ tường hết trơn. Thì lần lần đó, những cái nghiệp quả này nó sẽ khiến cho con người của mình đó là làm cái tạo nghiệp chẳng lành đó, thì cái quả nó sẽ đưa tới là lần lần đó là không còn nữa. Tài sản của cải rồi con của mình lần lần nó sẽ bị khổ, cho đến khi kết thúc lại đó là cái ngày trả quả rốt ráo của ổng đó quý vị. Cái ngày chết của ổng đó là ổng la lên đó, là nguyên cái xóm đó chừng một, nguyên cái xóm là chừng 2 tiếng đồng hồ đó ha, là không ai ngủ được hết, là la cái tiếng ở xa, người ta nghe cái tiếng y như con heo mà bị đâm vậy đó, rồi nó ọc huyết ra đó, bà con không ai dám lại gần, là máu ở trong họng từ lỗ mũi tới con mắt gì này kia, lỗ tai ha, nó ọc ra một lượt, rồi đó là ổng nằm co ngang đó, rồi chết tại cái giường đó luôn. Là lần nữa như vậy đó, là đứt hơi đó quý vị, mà máu lai láng hết trơn. Thì ở đây đó mình thấy chứng minh thấy rõ đó, là cái nhân quả mà khi mình đâm, mình sát, mình giết nó đó, thì ở đây cô bác nếu ai có nhận thức được và thấy được những cái việc làm trước mắt đó, cũng như mình cắt cổ con gà cũng vậy, hoặc là mình giết một con heo cũng vậy, thì hoàn toàn là những cái máu huyết ở trong cổ, trong họng nó ra một lượt như vậy, thì nó sẽ đưa tới cho ổng, cho kết thúc lại đó, là hoàn toàn cái nghiệp của ổng nó trả một lượt. Thì tất cả hiện tại bây giờ đó, trong gia đình đó mới suy nghĩ lại, thì của cải tài sản đất đai gì không còn nữa, và kết thúc lại là hai người con, có hai người con đó là nguyện để mà cầu nguyện hy sinh ăn chay trở lại quý vị, ăn chay trở lại để mà cầu cho linh hồn cho cha của mình đó được là bớt đi cái nghiệp, chứ là hai anh này đó là quyết định để cứu vớt cái linh hồn của cha mình cho trong cái lúc mà nuôi con đó. Thì hôm nay đó, hiện tại bây giờ người anh là giữa đó, anh thứ sáu và anh thứ tư, thì hoàn toàn đó là chay lạc để cầu nguyện cho cha, và hằng đêm tu cầu quyết định, và cháu của ông này trở về cái đường là tu hiền theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, và nghe lời thầy chỉ dạy đó, là hiện tại bây giờ đó cha mẹ qua đời á, thì anh gắng cố gắng là thủ lễ chay để cầu siêu cho vong linh của ông này được siêu thoát và bớt đi cái nghiệp quả mà sát giết các cái loài vật, cũng như là cái quả của ông là bị đó là chết đến nỗi là ra máu họng, con mắt, lỗ mũi gì ra một lượt đó quý vị. Thì Đức Thầy nói rõ cho mình biết là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí thì có ngày thông thả. Vậy thì xin thưa cùng toàn thể chú quý vị, mẫu chuyện đầu tiên tôi xin nhắc lại ở tại miền Tây của mình, trên cái vùng sông nước mà chúng ta gần gũi với Đức Phật. Thì hôm nay đó chúng ta nên nhớ đó là nhân quả sẽ có, nhân quả ba đời nha quý vị.
mình gây nghiệp nào thì đã trả nghiệp nhấy. Thì xin thưa còn toàn thể quý vị, nếu ai có nghe được những cái nhân quả này thì chúng ta cũng nên gắng cố gắng. Nếu chúng ta có lỡ tay sát giết các loài vật thì cầu mong ơn trên chư Phật mười phương hộ trì cho tất cả những cái linh hồn đó sự được siêu thoát, và chúng ta sẽ nhẹ đi những cái nghiệp lực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.